Đây là những con giáp tay phải hái ra vàng, tay trái làm ra bạc. Ăn nên làm ra có tiền của trong tháng 1 âm lịch năm 2024. À, kính thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2024 thì những con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng là sung túc bởi cái gặp vận may liên tiếp. Công việc thì thuận lợi nên dòng tiền cứ thế mà chảy vào túi. Với nhiều cái cắt tinh nó hội họp nó chiếu mệnh trong cái tháng 1 âm lịch nhiều bạn sẽ phát huy được cái sở trường của bản thân Được đối tác cũng như là cấp trên Đánh giá cao về cái năng lực Đem về vô số các cơ hội để phát triển Gặt hái được nhiều cái thành công Nối tiếp cái thành công à, Tiếp theo về phương diện tình cảm Thì bạn và nửa kia Cũng sẽ có một cái ngày vô cùng là tuyệt vời Ngọt ngào và hạnh phúc Những người độc thân thì có cơ hội gặp được ý chung nhân Nếu các bạn cởi mở hơn trong giao tiếp Cũng như là mở lòng mình Để đón nhận cái mối lương duyên Thì sẽ sớm có được cái người đầu ấp tay gối. Quý vị thân mến. Vậy thì trong cái tháng 1 âm lịch năm 2024, tức là nó rơi vào tháng Bính Dần ấy, thì chúng ta sẽ có tuổi nào may mắn nhất? Chúng ta cùng xét nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý. À, quý vị thân mến. Năm 2023 là một cái năm khá khó khăn, vất vả với những người tuổi Tý. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 thì cái vận khí của những người tuổi Tý cũng có những cái bước tiến triển nhất định con giáp này thì có nhiều cái may mắn và thành công trong cái tháng đầu tiên của năm mới nhờ có dịch mã nó dẫn đầu đúng không ạ? Chúng ta có thân tí thìn thì lấy dịch mã tại dần. Đó. Lại thêm gì được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa nên là cái số mệnh của những người tuổi tí lại càng may mắn. Nói chung ấy trong thời gian này thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ nó cũng đem tới những cái bước đệm hoàn toàn mới cho công việc của những người tuổi tý trong cái tháng đầu tiên này À, tất cả những cái gì mà các bạn cần làm là một cái cơ hội và cơ hội sẽ đến trong tầm tay của những người tuổi tí à, Danh tiếng tới trước, lợi nhuận tới sau Năm mới của những người tuổi tí là như vậy Nói chung ấy trong cái nửa đầu của tháng 1 âm lịch Là cái thời điểm trăng mọc của danh vọng, quyền lực và cái địa vị Nửa sau của tháng 1 là gì? Quý vị sẽ được phú quý tài lộc nó nó đi theo à, Bên cạnh đó, trong cái tháng riêng, cái tháng bính dần này ấy, thì cũng là cái tháng kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ, những người được hưởng lợi trực tiếp nhiều nhất đấy chính là những người tự kinh doanh buôn bán. Thu nhập của các bạn chắc chắn sẽ tăng lên khi một khối lượng công việc nó tăng lên. À, trong cái tháng riêng ấy, thời điểm ra Tết thì các bạn cũng có nhiều cái cơ hội hơn để tiếp xúc với khách hàng, à, xúc tiến làm ăn, xúc tiến những cái mối mối quan hệ. Cơ hội thì nó cũng tự nhiên tăng lên rất nhiều. À, vận may thì cũng dễ dàng tăng theo. À, tiền kiếm ra cũng không hề khó chỉ có điều các bạn có chịu khó bòn mót hay không mà thôi à, thưa quý vị cái đường tình duyên nói chung là trong thời gian này cũng khá là may mắn khi được nguyệt lệ đỗ ủng hộ nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn cho những người tuổi tuổi tí đặc biệt là các bạn nam mạng thì nói chung ấy, nên quan tâm đến các bạn nữ nhiều hơn à, đối phương đang bị một số cái đối tượng tiềm ẩn tán tỉnh vì vậy mà các bạn cũng cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội nếu không ấy, sẽ bị gì bỏ lỡ mất cái cơ hội tuyệt vời kiếm được cái người đầu ấp tay cô với mình vì thế, để gia tăng thì cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 nhé để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tý. Như vậy tuổi tý sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi sửu. À, thưa quý vị, nói chung là những người tuổi sửu trong cái tháng riêng ấy cũng được cái thái dương nó chiếu mệnh, nó đem đến cho những người tuổi sửu cái ánh nắng ấm áp, áp sưởi ấm cái năm mới, giúp các bạn tràn đầy cái hứng khởi và đón cái cát khí về nhà. Thêm nữa, những người tuổi Sửu lại được lại nguyệt lệnh nó ủng hộ nên là quý vị hoàn toàn tự tin vào cái vận trình của mình. À, công việc vất vả trong năm qua cũng đã khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi và có chút là thiếu kiên nhẫn. Xét về mặt công việc ấy thì bây giờ là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi Sửu ấy kiếm một công việc mới. Bởi lâu nay ấy, thì các bạn cũng không thể ngồi yên và đã có cảm giác thôi thúc từ lâu rồi. Và bây giờ là lúc mà các bạn có thể là mạnh dạn tìm việc À, có cơ hội tìm được cái vị trí phù hợp với mình, có thể tìm được một cái công việc ưng ý và hạnh phúc như cá gặp nước. À, thu nhập của những người tuổi sửu trong cái tháng tết, trong tháng riêng ấy thì cũng khá là rủng dính và không phải lo nghĩ nhiều, ít nhất cũng đủ tiền lo cho bản thân và biếu cho gia đình. À, không phải ngửa tay xin hay là mượn tiền người khác. Một năm vừa qua thì các bạn đã quá là chất bóp, thì đây cũng là lúc để các bạn tận hưởng và tận hưởng cái niềm vui của mình. Nói chung ấy. Cái thời điểm cuối tháng riêng thì cũng là lúc mà những người tuổi Sửu nghe thấy những cái tin đồn phong phanh về những cái thành quả tốt đẹp của mình. Nhưng mà các bạn cũng không mấy quan tâm bởi các bạn là những cái người mà sống vì cái thực tế. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân đó vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi từ xíu đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp thứ ba chúng ta xét đó là những người tuổi dần à, thưa quý vị mặc dù là chịu ảnh hưởng xấu từ nguyệt lệnh cũng như là cái âm sát âm sát thái tuế nó mang lại nó chiếu mệnh nhưng mà những người tuổi dần chưa bao giờ có tư tưởng là lùi bước à, các bạn nghĩ rằng một tháng đen đủi không có nghĩa là cả năm đen đủi mình xấu có tâm thì ắt sẽ có tầm và sẽ được đền đáp những cái kết quả xứng đáng. Nói chung ấy trong đầu năm cái thời điểm khai xuân làm việc ấy, thì quý vị cũng cần phải thận trọng trong cái an toàn lao động, tránh xa cái chuyện thị phi nơi công sở, chỉ nên bàn đến những cái chuyện vui, à, chuyện tốt, không được bàn những cái chuyện xấu hay là bàn lùi. Nói chung ấy những cái chuyện không tốt thì các bạn bỏ qua để giữ cho mình một cái tinh thần được tích cực hơn. Thêm nữa cái tài vận của những người tuổi dần ở trong thời gian này thì cũng không được khả quan cho lắm nó cũng chỉ bình bình thôi. À, quý vị chú ý bảo quản tiền bạc của mình, tránh đầu tư quá mức, thận trọng trong cái việc cho người khác vay mượn tiền bạc, đấy, hoặc là vay mượn của cái đầu năm mới thì nói chung ấy, quý vị nên cần phải giữ cẩn thận, đấy, tiền của mình mình giữ, còn nhiều chuyện phải lo lắm. À, thêm nữa, ở trong thời gian này cái tình duyên và gia đạo thì cũng gặp nhiều cái may mắn, vợ chồng thì hòa thuận, người chưa kết hôn sẽ tìm được cái người mà ưng ý, đó. đây là cái thời điểm thuận lợi cho cái chuyện lứa đôi nhờ được gì nguyệt lệnh nó ủng hộ vậy nên là gì nói chung ấy để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy thì những người tuổi dần ấy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngũ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ tư đó là những người tuổi mão à, thưa quý vị dù những người tuổi mão là những người nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài nhưng mà trong thời gian này ấy, lại được cái sao bách Việt nó soi sáng Nó sẽ củng cố cho các bạn cái con đường đi nước bước ở phía trước Kết hợp với nguyệt lệnh mộc dục nó ủng hộ Nó cũng chỉ đường dẫn lối Giúp các bạn không bị lạc lối Và đảm bảo cho các bạn một cái Tết bình yên may mắn Tài lộc dồi dào à, Thêm nữa cái vận may trong cái thời điểm này Nó cũng sẽ dồi dào công việc của các bạn sẽ đạt cái mức cao hơn Thúc đẩy cái sự phát triển thuận lợi về mọi mặt Nói chung ấy, trong thời gian này thì nó có lợi cho cái việc đầu tư kinh doanh buôn bán hoặc là thay đổi cái công việc ở trong cái tháng riêng cũng nhắc nhở những người tuổi mão nên chú ý cái khoảng thời gian cuối tháng vì dễ có sự thay đổi liên quan đến lương thưởng cái quyền lợi hoặc là cái công việc của mình làm gì cũng nên rõ ràng không được nghe người ngoài khuyên nhủ linh tinh kẻo lại mất mất việc mất chức lúc nào không hay bên cạnh đó quý vị hãy nhanh chóng xua tan cái sương mù đấy và nở một nụ cười rạng rỡ để đón chào một cái năm mới bình yên may mắn đến với mình đó vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ý, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân nhé tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ năm là những người tuổi thìn à, thưa quý vị nói chung ý, vận trình trong tháng riêng của những người tuổi thìn thì có cát hung đan xen vừa được nguyên lệnh ủng hộ lại vừa bị các hung tinh nó xen vào nói chung ý, các bạn có thể gặp một số cái hiểu lầm và một số cái thất bại trong tháng này ai đó có thể hiểu sai ý định Đấy, lời nói và cái hành động của các bạn sẽ dẫn đến một số cái xung khắc, một số xung đột bất mãn không đáng có. Vào cái thời điểm đầu năm, tức là vào cái tháng 1 năm 2024 ấy, thì những người tuổi thìn sẽ gặp khó khăn trong công việc. Cái tháng này có thể các bạn sẽ phải đối mặt với một số cái thử thách, với một số khó khăn trong công việc. Đây cũng là cái thời điểm cho một cái thử thách hoàn toàn mới lạ cho những người tuổi, cho những người tuổi thìn. Thời điểm này là cái thời điểm thuận lợi cho cái việc tích lũy tài lộc và của cái. Để cải thiện cái tình hình tài chính Của những người tuổi thìn Chứ không thích hợp để quý vị đầu tư làm ăn lớn Hay là thay đổi cái định hướng kiếm tiền Muốn làm được việc lớn Thì các bạn cần phải đợi thêm một thời gian nữa Thêm nữa Có một vài cái hung tinh nó sẽ xuất hiện Vậy nên khuyên các bạn nên xem xét lại Cái vấn đề của bản thân mình Một cách cẩn thận, trao đổi với người thân nhiều hơn Nếu hai người mở lòng ra ấy, Thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết Và vợ chồng làm hòa với nhau Thì cũng sẽ dễ dàng hơn Đó vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình về bảo vệ những người tuổi thìn thoát khỏi những hung tinh, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Đó. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ sáu đó chính là những người tuổi tỵ. À, quý vị thân mến, nói chung ấy trong cái tháng riêng thì cái vận trình của những người tuổi tỵ tràn đầy màu sắc may mắn khi mà có thiên tức và cái thiên vu cát tinh nó chiếu mệnh. Các bạn vừa có thái độ sống vui vẻ, cởi mở, lại hòa đồng nhiệt tình với mọi người trong công việc nên làm gì thì cũng được quý nhân theo sau giúp đỡ. Cái thiên đức cát tinh nó cũng gì giúp bạn đấy mang lại cái may mắn. Vì vậy các bạn đừng có đánh mất cái tham vọng của mình. Nói chung ấy, từ sau dằm tháng riêng âm lịch ý, thì quý vị sẽ gặp được những cơ hội tốt để gì tăng cường cái may mắn cho mình đồng thời các bạn cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của cấp trên và của đồng nghiệp một cách bất ngờ à, thêm nữa lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên là đi kèm với cái sự phát tài phát lộc mà những con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về mặt tiền bạc làm ăn thì càng ngày càng mạnh tay cứ hết thì lại có đó khó mà rơi vào cái hoàn cảnh túng thiếu được à, vì các bạn là những người thông minh luôn biết cách huy động vốn cho bản thân mình về mặt tình cảm ấy thì những người độc thân có cơ hội gặp được cái người thân ở xa của mình à, có thể sẽ được gì nhận được cái may mắn bất ngờ đấy nếu các bạn có người yêu hoặc là đang mâu thuẫn với nửa kia thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để quý vị có thể là giảng hòa và có những cái giây phút ngọt ngào bên nhau vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh ngộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Đó là con giáp thứ thứ 6 Tiếp theo con giáp thứ 7 chúng ta xét đó là chính là những người tuổi ngọ à, Thưa quý vị, những người tuổi ngọ ấy, trong cái tháng riêng thì được cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp Đấy À, nói chung ý, đây là một cái tháng mà những người tuổi ngọ khá là hăng hái đó những người tuổi ngọ sẽ mang lại để cái sự chủ động và vượt qua những khó khăn những cái yếu tố không tốt à, may mắn nữa lại được cục diện cái lưu niên nó ủng hộ vậy nên là công việc của những người tuổi ngọ thì được kéo lên và làm ăn thì cũng dễ dàng hơn trước rất là nhiều đặc biệt là được sự hỗ trợ của quý nhân tam hợp dần ngọ tuất vậy nên cái cơ hội làm việc nó sẽ được tăng lên mà những người tuổi ngọ sẽ dễ dàng được thăng quan tiến chức, tăng lương, tăng thưởng. À thưa quý vị, nói chung ấy trong cái tháng riêng thì những người tuổi ngọ nói chung ấy là cảm thấy cái tình hình kinh tế của những người tuổi ngọ nó không có cái gì là khó khăn cả. À, dù các bạn có làm nghề gì đi chăng nữa, tiền các bạn thu về cũng khá là bội thu, nên là cái việc chi tiêu của các bạn cũng khá là thoải mái và phóng khoáng, đặc biệt là trong cái mấy ngày tết nói chung cái vận trình của những người tuổi ngọ trong thời gian này gặp nhiều cái may mắn kể cả tiền bạc lẫn tình duyên à, nếu mà muốn thoát ế thì quý vị nên nắm bắt đến cái cơ hội này à, tuy nhiên ấy, khi gặp được người mình thích thì các bạn cũng đừng quá hung hăng mà hãy bắt đầu với cái tình bạn trước tiên đừng có vội vàng mà lại gì dễ hỏng việc đó vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm tài lộc thì những gia chủ tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi ngọ. À, tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 8 đó là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, à, những người tuổi mùi không được nguyệt lệnh nỗ ủng hộ nên là trong cái tháng riêng ấy, cái vận trình của những người tuổi mùi không được mấy khởi sắc do cục diện là gì dần mộc khắc mùi thổ à, đâm ra là gì sức khỏe của quý vị không tốt đấy cơ thể có nhiều phần ốm đau và thường xuyên cảm thấy được tâm trạng bị xuống dốc à, trong thời gian này thì những người tuổi mùi không thích cái sự ồn ào không thích cái sự náo nhiệt à, bên cạnh đó lại được cái cắt tinh tử vi nó chiếu vận nên con giáp này cũng đỡ vất vả hơn phần nào nhất là trong công việc cũng như là trong chuyện tiền bạc thần thái ủ rũ nhưng mà công danh thì vẫn tiến triển đều tiền bạc thì vẫn cứ rủng rỉnh tiêu hoài cũng không hết à, thêm nữa cái tháng 1 ấy thì nói chung ấy được cái cắt tinh tử vi nó soi sáng nên là những người tuổi mùi ý, gì sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hoặc là nhận được những lời khen ngợi và cái sự hỗ trợ từ đồng nghiệp từ lãnh đạo hoặc là từ các thành viên trong gia đình những người này sẽ giúp các bạn thành công về mọi mặt tiền bạc đầu năm thì khá là dồi dào Nói chung ấy nếu mà có hao tổn thì cũng chủ yếu là tiền tiêu cho sức khỏe của bản thân và mọi người trong gia đình. Đầu năm thì dễ có người đau ốm dài dẫn đến là cái việc hao tài tốn của. Nói chung ấy những người tuổi mùi ấy trong cái tháng 1 thì là tốt cho cái việc hẹn hò. Đấy. Nói chung ấy trong cái tháng riêng ấy tháng đầu năm ấy thì tốt cho những người tuổi mùi đi làm đi giao lưu quan hệ đó và đi gặp gỡ để kết giao thêm nhiều người bạn mới tìm kiếm thêm cho mình những cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc và tìm kiếm được những khách hàng đối tác để triển vọng cho tương lai. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem mày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mùi nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ 9 đó là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi thân là con giáp mà ra riêng ấy, đã gặp vất vả. Nói, nói chung ấy, nếu mà những người tuổi thân mà trong tháng riêng này dù có ăn nên làm ra không thua kém những ai ý, nhưng mà do bị ảnh hưởng của cái dịch mã thứ hai là bị cục diện là xung với thái tuế lại bị cái đại hao nó tác động đấy nên là những người tuổi thân ấy dễ bị rơi vào cái tình trạng là rỗng túi trong những ngày đầu tháng 1. Những người tuổi tân cũng phải dũng cảm đối mặt, để cũng phải đổi mới, tích cực học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và cái kỹ năng mới. Uh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong cái tháng đầu tiên của năm sắp thìn. Ngoài ra thì các bạn cũng nên giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp để gì cái nhóm hợp tác sẽ trở thành một cái tổng thể hiệu quả hơn. Và trong cái tháng riêng ấy, năm 2024 ấy, thì những người tuổi thân sẽ có cơ hội nhận được một số cái cải thiện bất ngờ như là một số người có cơ may trúng số đổi đời một số người bán buôn đất cát thì được lợi à, tuy nhiên ấy, cái khả năng quản lý tài chính của những người tuổi thân ấy, nói chung là vẫn còn kém đấy cần phải được tăng cường à, và cái tháng riêng thì đương số có cái kết nối cực kỳ đặc biệt với cái năng lượng à, của vũ trụ nên là gì trong thời gian này các bạn sẽ thu hút được nhiều cái may mắn đến với mình vì thế, mà để gia tăng thế vận may cho mình ấy thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo tuổi thứ 11 chúng ta xét đó là những người tuổi dậu. À kính thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi dậu thì trong cái thời gian này bị nhiều cái hung tinh nó án ngữ. Vậy nên những người tuổi dậu nó sẽ đón vào cái tháng 1 cái tháng 1 năm 2024 ấy nó không được mấy vui vẻ nhưng mà bản lĩnh đó và cái sự mạnh mẽ của những người tuổi dậu thì cũng sẽ dần dần ổn thỏa theo thời gian và không khó, khó khăn nào có thể quật ngã được những người tuổi dậu à, quý vị thân mến những người tuổi dậu là những người giỏi giao tiếp giỏi thao lược và sông sáo trong mọi việc dù đôi khi dù gây chướng mắt cho người khác nhưng mà ấy, các bạn lại có cái lợi cho bản thân và khiến cho cấp trên hài lòng càng trẻ thì lại càng năng nổ và phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa Quý vị đừng để người khác xem thường và ăn hiếp mình nhé à, Thêm nữa, một vài cái hung tinh nó cũng ảnh hưởng, nó cũng khuyên những người tuổi, những người tuổi dậu ấy Nếu mà có dự định đi xa hay là làm ăn trong tháng này Thì cũng nên bảo quản cẩn thận những vấn đồ đạc có giá trị của mình Qua chừng bị thất lạc hay là bị đánh cắp Thêm nữa, cái vận trình tình duyên của những người tuổi dậu có thể đến và đi rất nhanh Nên các bạn cần phải giữ bình tĩnh và không nên nhúng tay vào những cái mối quan hệ trong vánh nào đó những người độc thân thì nên gì hết sức bình tĩnh vì đôi khi duyên vẫn chưa tới. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi dậu. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 11 đó là tuổi Tuất. À, quý vị thân mến, những người tuổi Tuất nói chung trải qua tháng riêng được cầu diện dần ngọ Tuất tam hợp, lại thêm nhiều cái cát tinh hỗ trợ, vậy nên những người tuổi Tuất là một trong những con giáp cực kỳ may mắn. À, những người tuổi Tuất trải qua cái tháng 1 nói chung là với nhiều cái niềm vui, đấy, với nhiều cái vận may nó sẽ mỉm cười với những người tuổi Tuất. Nói chung ấy được nhiều cát tinh tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều cái vận may trên phương diện tài lộc, sự nghiệp cũng như là cuộc sống và quý vị thường xuyên có những cái vận may từ trên trời rơi xuống bên cạnh đó cái tháng riêng thì những người tuổi tuất có nhiều cái cơ hội trong công việc đó chỉ cần các bạn nắm bắt được cái thời cuộc thì chắc chắn những người tuổi tuất sẽ có được cái sự giàu có nhất định đến với mình à, bên cạnh đó những người tuổi tuất cần phải lập cái kế hoạch và phân bổ công việc phân bổ tài sản một cách là hợp lý không nên mù quáng chạy theo những hoặc là gì À, bất chấp cái rủi ro quá mà gì tham gia vào những chuyện đầu tư lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro lớn đó. thời điểm này cũng không phù hợp cho những người tuổi tuất làm việc đó à, thêm nữa à, trong thời gian này thì phù hợp với các bạn đi quan hệ giao lưu hợp tác với những người xung quanh quý vị hãy tham gia vào những cuộc hội thảo tham gia vào những cái cuộc đào tạo về cái chuyên môn cái kiến thức để gì từ đó quý vị sẽ tìm kiếm được thêm học thứ nhất là học hỏi được kiến thức mới thứ hai là gì tìm cho mình những cái người thầy tìm cho mình những cái đối tác tìm cho mình những người bạn xứng đáng để chúng ta gì gia tăng thêm cái may mắn tài lộc à, thêm nữa trong cái tháng riêng thì những người tuổi tuất cũng nhận được nhiều cái sự quan tâm đến từ người thân à, có sự kết nối giữa cha mẹ và con cái xuất hiện đấy hiểm khích trước đó cũng được giải tỏa nên là những người tuổi tuất sẽ là con giáp may mắn thứ thứ tư nhé đó thứ tư tuổi ngọ là thứ ba đúng không ạ à, tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi hợi à, thưa quý vị nói chung ấy, trong cái tháng đầu năm thì cái vận trình của những người tuổi hợi là được cắt tinh nó chiếu mệnh vậy nên lại được nguồn lệnh nó ủng hộ nữa nên đây là một trận con giáp cực kỳ thành công là cái điều mà dễ hiểu đối với những người tuổi hợi nói chung ấy, được nguồn lệnh ủng hộ lại gì nó khiến cho công việc của những người tuổi ấy, những người tuổi tuổi hợi ấy, là gặp nhiều cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái vận trình sự nghiệp khá là kiên cố vững chắc và không có biến động nhiều đặc biệt nếu có thì cũng đi theo cái chiều hướng là là có lợi về mặt tài lộc thì cái câu chuyện đầu tư kinh doanh trong thời gian này thì sẽ suôn sẻ vài hành thông các bạn sẽ không gặp phải cái sự cạnh tranh khốc liệt thậm chí còn gì có được cái cơ hội thu về tiền đề túi tình đề tim nhưng mà quý vị cũng cần phải cẩn thận nhé Trong tháng này vẫn còn một vài hung tinh Nó gây ra những cái cục diện là gì Mất tiền một cách ngớ ngẩn và Không thể nào nghĩ đến được đó à, Thêm nữa lại được cục diện là Hợi và dần nhị hợp Nó cũng sẽ mang lại cái may mắn Mang lại sự hanh thông trong công việc Cũng như là trong cuộc sống Giúp cho những người tuổi hợi có được cái mối quan hệ tốt đẹp cái Lương duyên thì hài hòa Vợ chồng thì hòa thuận hạnh phúc Không xảy ra những chuyện tranh cãi nữa À, vậy nên trong thời gian này ấy, Để gia tăng thêm cái may mắn Gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, Thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mão mùi để trợ vận động thân Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú Và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 Để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Mang lại cái may mắn tài lộc trận đời Cho những người tuổi tuổi hợi Đó là con giáp may mắn thứ năm. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái tháng riêng âm lịch chúng ta sẽ có 5 con giáp cực kỳ may mắn được lộc trời cho ăn Tết giàu to. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tý, hai tuổi Sửu, ba tuổi Ngọ, bốn tuổi Tuất và năm là tuổi Hợi. Đó là năm con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sau Tết sắm nhà tậu xe, tiền của chất đống vang danh thiên hạ. Đó. À, quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của 12 con giáp trong cái tháng 1 âm lịch tháng Mấy dần năm 2024 năm Giáp Thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.